Liên quan đến vụ việc nhiều hũ tro cốt được gửi tại chùa Kỳ Quang 2, phường 17, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh bị xáo trộn, thất lạc di ảnh, nhà chùa đã xin nhận trách nhiệm và sẽ giám định ADN từng tro cốt. Thượng tọa Thích Thiện Chiếu, chủ trì chùa Kỳ Quang 2 đã tổ chức cuộc họp với nhân dân của những người có hài cốt gửi trong chùa để thông tin về vụ việc. Chủ trì chùa cho biết, trải qua hàng chục năm, nơi chứa và thờ tro cốt người quá cố xuống cấp, hư hỏng nhiều hạng mục. Từ tháng 3, số người đến viếng thăm tro cốt người thân vắng nên nhà chùa quyết định xây lại nơi thờ tự cho trang nghiêm. Trong quá trình xây dựng và di dời, nhiều hũ tro cốt bị rơi rớt bản tên, các hũ tro cốt vẫn được giữ nguyên tại chùa chứ không đưa đi nơi khác. Dự kiến đến ngày 17 tháng 9, khi nhà chùa chỉnh trang xong, những hũ cốt không xác định được bài vị, chùa sẽ làm lễ xin tên và khắc lên tấm bảng, thờ một cách trang nghiêm, thanh tịnh, riêng biệt. Cũng theo Đại Đức Thích Tâm Hải, hiện nay giáo hội chưa có chủ trương và khuyến nghị việc nhận gửi tro cốt người mất trong chùa, mà chủ yếu là do các chùa tự vận dụng trên nhu cầu thực tế của người dân.